Vâng, xin chào các anh em thợ nhé. Hôm nay cái con xe Arbalest đời 2016 thì mình muốn chia sẻ với anh em cái hệ thống cầu chì của nó, vị trí của từng cầu chì phục vụ cái mạch gì, đúng không ạ? Thì mình đã mở cái mặt nạ của nó ra rồi, thì mình cũng đã lên cái sơ đồ của con Arbalest đời 2013 đèn sợi đốt, thì cái mạch điện của nó cũng căn bản là giống với con đời 2016 này anh em nhé. Đấy, tất nhiên cái con sơ đồ 2016 thì cái mạch điện nó có khác một tí thôi, cái về màu dây thôi, nhưng mà anh em có sơ đồ 2013 anh em sẽ căn cứ vào đấy để anh em tra ra con này, nó quá đơn giản luôn nhé. Đấy, thì là mình đã bỏ cái hộp cầu chì của nó ra rồi, vị trí cầu chì là nó nằm ở đây đúng không ạ, thì mình lôi lên như này để anh em dễ nhìn nhé. Thì trên tất cả những cái sơ đồ mạch điện của mình thì là mình đã nói rồi, cái cầu chì trước khóa thì bao giờ cũng là màu đỏ đúng không ạ, còn cầu chì sau khóa thì là màu xanh hoặc màu đen ở trên sơ đồ mạch điện của mình. Đấy, thì cái cầu chì trước khóa là cái cầu chì khi ta chưa bật ổ khóa điện nó vẫn cứ có điện. Thì đây, trên thực tế thì mình muốn kiểm tra thì mình cặp một đầu âm vào đây, vào cái đèn đúng không ạ, và mình chưa bật ổ khóa điện thì như mình để như thế này thì cái hệ thống cầu chì trước ổ khóa nó sẽ là bên tay phải mình đúng không ạ. Mình đứng quay lại nhìn đầu xe đây đây, thì mình tắt ổ khóa điện này, thì anh em nhìn này, thì tất cả hệ thống cầu chì trước khóa là gì, chưa bật ổ khóa điện đã có rồi nhé anh em nhé, anh em nhìn này. Đấy, mình không cần bật ổ khóa điện đã vẫn có rồi. Đây, cầu chì chính 25A đây. Đấy, cầu chì dãy bên phải mình nó là cầu chì sau khóa, thì hiển nhiên là anh em phải bật khóa điện nó mới có, anh em nhìn chưa. Đây này, mình đo là giờ chưa bật ổ khóa điện là không bao giờ có điện đúng không ạ. Đấy, tất cả các chân đều không có điện đúng không ạ. Đấy, bây giờ mình bật ổ khóa điện nhé. Đấy, thì bây giờ tất cả những cầu chì bên phải mình nó sẽ có điện, anh em nhìn thấy chưa. Đây thì là gọi là gì, dãy cầu chì sau khóa đúng không ạ. Đấy, đây, khi mình tắt ổ khóa điện thì dãy cầu chì lại mất này. Đấy, có nghĩa là gì, những cầu chì này là phải bật khóa điện nó mới có điện nhé. Đấy, mình kiểm tra một lần nữa để cho anh em nhìn thực tế. Còn những cầu chì này thì hiển nhiên là gì, không cần bật ổ khóa điện nó cũng có điện rồi. Đấy, đây là phương pháp anh em kiểm tra nhé. Tiếp theo anh em, mình sẽ chỉ cho anh em cái vị trí các cầu chì. Thì thực tế ở trên cái vỏ hộp cầu chì này, trên nhà sản xuất thì người ta đã ghi rất là rõ rồi đúng không ạ. Đấy, người ta ghi rất rõ rồi, anh em tham khảo nhé đúng không ạ. Thì rất là rõ rồi, đây đi, cầu chì chính 20 khi mình lắp vào như thế này. Đấy, thì mình đã biết là đây là hệ thống con dơ le đây rồi đúng không ạ. Đấy, đây dơ le sạc đè đây, dơ le chính đây đúng không ạ. Rồi cầu chì 25A, cầu chì chính đây đúng không ạ. Đây, nó cũng đè là cầu chì chính 25A đây. Đấy, thì tất cả nó đã ghi trên này rồi. Đấy, thì hôm nay mình tiện có cái con xe này thì mình cũng chỉ luôn cụ thể cho anh em cái vị trí từng cầu chì một. Đấy nhá, thì cầu chì đây là cầu chì chính 25A rồi, trên sơ đồ mạch điện anh em có thể tra lại nhá, xem nó vị trí nó đường điện nó đi làm sao nhá. Đấy, thì cầu chì chính thì bao giờ nó cũng có điện sẵn nhá. Đấy, thì cái vị trí tiếp theo nó là cái cầu chì gì, cầu chì của cái bộ điều khiển tìm vị trí xe, rồi là nguồn trực tiếp nuôi đồng hồ các bạn nhé. Đây là nguồn trực tiếp để nuôi đồng hồ, nuôi bộ nhớ đồng hồ đây, để gì, khi mà anh em tắt ổ khóa điện thì hệ thống giờ trên đồng hồ vẫn còn được. Đấy, không bị mất nhé. Đấy, tiếp theo là cái cầu chì bảo vệ ECM. Đợi anh Tiểu nhé. Đây là tiếp theo là cái cầu chì bảo vệ ECM anh em nhé. Đấy, nó ở phía trong bên phải mình đúng không ạ, nó là cầu chì bảo vệ ECM. Đấy, còn nó bảo vệ như thế nào thì anh em tra trên sơ đồ mạch điện của mình nhé. Mình có tất cả các sơ đồ của những cái dòng xe cơ bản để anh em nắm được. Đấy, mình đi sang đây là cái cầu chì sau ổ khóa. Thì cái cầu chì phía trên cùng bên trái này này là cầu chì bảo vệ gì, mô bin sườn này, kim phun này, bơm xăng, van từ cầm chừng nhanh và van kiểm soát hơi xăng Evabo, cái cầu chì này nhé. Đấy, đợi anh một tí nhé. Mình nói lại là cầu chì phía sau khóa này, cầu chì sau khóa là cầu chì phía trên bên trái cầu chì của mình là gì, bảo vệ mô bin sườn này, kim phun này, bơm xăng này, van từ cầm chừng nhanh và van kiểm soát hơi xăng Evabo. Đấy, cầu chì ở giữa này là cầu chì về gì, chân dơ le xi nhan này, rồi bảo vệ đèn vị trí này, rồi đây là nguồn đồng hồ sau khóa đây
rồi là coi này, đấy, rồi đi công tắc đèn phanh, đấy. Cái cầu chì 10A này, sau khóa này, ngay giáp con dưa le này, là cái cầu chì đèn lái, nhá, cầu chì đèn, đấy, bảo vệ mạch đèn, nhá, đấy, thì đây là cụ thể các cầu chì. Đấy, trên cái sơ đồ mạch điện thì anh em ghi vào để mà anh em khi mà nó bị cháy đứt thì anh em biết ngay nó là cái cầu chì gì nhá. Thì video này mình cũng chia sẻ đến đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.